Xin chào mọi người, em tên là Đỗ Thiên Nga, đây là phần dự thi của em. Vậy là một năm nữa đã trôi qua, chúng ta đã cố gắng hết sức mình. Từ những việc nhỏ nhặt như tuân thủ quy tắc 5K, tình nguyện, quyên góp, chống dịch và chúng ta đã có thể đón Tết an lành. Một cái Tết mà có quá nhiều sự hy sinh và đau thương. Cảm ơn vì chúng ta khỏe mạnh cho đến giờ phút này, vẫn còn gia đình luôn ở bên cạnh và yêu thương nhau, là nơi khi ta mệt mỏi nhất có thể quay về. Cảm ơn thầy cô đã không ngại khó, cố gắng trong mùa dịch truyền tải những thông điệp quý giá cho mầm non tương lai. Cảm ơn những người bạn đã đi cùng và cho lời khuyên suốt chặng đường dài, trải qua cùng tôi những lúc thăng trầm trong cuộc sống. Có lẽ một năm vất vả đã khiến cho mọi người mệt mỏi, bèn kết thúc thôi, vẫn đem lại những điều tưởng chừng như đã cũ, sẵn sàng trong một năm mới thật hạnh phúc và dành cho nhau những lời hay ý đẹp. Chúc ông bà, cha mẹ của con có thật nhiều sức khỏe và hạnh phúc bên người thân, luôn là điểm tựa vững chắc cho những người con, người cháu trong gia đình, gặp thật nhiều may mắn, thuận lợi trong cuộc sống, trong công việc. Chúc thầy cô luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, thành đạt trong công việc và trong sự nghiệp chồng người, luôn là những người lái đầu vững chãi cho chúng em. Chúc bạn bè nhiều sức khỏe và hạnh phúc, học tập thật tốt để thành công trên con đường mình chọn, mãi kề vai sát cánh cùng nhau. Cuối cùng, chúc tất cả mọi người một năm mới bình an, mạnh khỏe và hạnh phúc, yêu quý bản thân, gia đình và xã hội, đồng lòng chung tay góp sức chống dịch để đất nước có lại những cái Tết sum vầy.